Bò con Chúa ơi, khi con khó nguy giữa đời, đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu rắn lối. Đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành, trên đường mù tối vắng tênh. Con biết Chúa yêu con, theo con khắp và nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Chúa ơi, đừng bỏ con Chúa ơi, khi con lỡ dài xa Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa. Đừng mặc con lang thang, đam mê sống trong lối tôi. Đừng để con xa Ngài, vắng Ngài đời biết theo ai. Chúa ơi, con biết Chúa bên con, theo con khắp và nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa bên con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Con Chúa ơi, khi con lối hẹn chưa về. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa. Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chậm lê tuôn trào. Ngài chờ con bên Ngài, hương nguồn hạnh phúc thiên cung. Con biết Chúa bên con, theo con khắp và nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi.
không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Đại dương, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa Tăng Quyến, tôi và cộng đoàn hiện diện nơi đây trước hết là xin chia buồn với Tăng Quyến. Thật là một mất mát, một đau buồn rất sâu sắc đối với gia đình, một thánh giá rất là nặng đối với ông chủ Quyến đây và Tăng Quyến. Chúng tôi xin được chia buồn và hiệp thông với sự đau buồn của ông như Tăng Quyến. Và chúng ta hiện diện nơi đây trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta xác tín rằng sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Trong niềm tin đó, chúng ta hiệp lời cầu nguyện trong nghi thức tẩm liệm cho bà Maria đây. Xin Chúa, Chúa sớm đưa linh hồn Maria về nhan thánh Chúa. Cho kiếp người này không còn được mắt nụ cười, nhưng nói rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đêm mai niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tim còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đoái nhìn đến các tôi tớ Chúa đang khóc thương và khẩn cầu Chúa cho người thân của họ là bà Maria mới qua đời. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh và giàu lòng thương xót. Chúa đã dùng cái chết của Chúa mà mở cửa sự sống cho các tín hữu. Xin tha thứ mọi tội lỗi cho tôi tớ Chúa đây. Lạy vua muôn thuở, xin được để người chị em chúng con phải lìa xa Chúa, nhưng nhờ vào quyền năng vinh quang của Chúa, xin rộng ban cho người chị em này là bà Maria được vào nơi đầy ánh sáng, hạnh phúc và bình an. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Vậy chúng ta xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuật theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, và sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tới Chúa là bà Maria được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con lời trong Chúa nhận lời. Chúng con cậy vì Thánh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được đến chốn nghỉ ngơi. Nào xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng tan vui vẻ vô cùng. Amen. Kính thưa cha xứ Đức Xe, quý dì, quý ông bà, anh chị em, tất cả trong đó xứ quê, gia đình. Con xin hết lòng cảm tạ đến cha Giuse cũng như quý vị, quý bà thầy giáo của giáo sư Thu Lương cũng như giáo hội Giuse và toàn thể công đoàn Thiên Chúa đang thực hiện chăm nuôi nhà thân thương của chúng con để cầu nguyện cho linh hồn Maria và người vợ thân yêu của con đã được Chúa đón về. Xin thầy đạt tội và gia đình. Thank you.
dẫu con đây có là chi, và dẫu con không đáng là chi, thì Chúa cứ mãi yêu con, một tình yêu thanh khiết nhiệm màu, và một tình yêu như mưa dạt dào, thánh thần yêu thương tuyệt đối. Đời con như khúc tình ca, đẹp như muôn sắc nghìn hoa. Con xin chung tôn cho, xin chung tôn nhìn ca ngợi tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã thân chọn con. Con xin chung tôn cho, xin chung tôn nhìn ca ngợi tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã thân chọn con. Con xin chung tôn cho, xin chung tôn nhìn ca ngợi tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã thân chọn con. Con xin chung tôn cho, xin chung tôn nhìn ca ngợi tình yêu. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát má bên như sao diệu giật dơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái năm tháng triền miên.
lòng mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng nhan đứng lặng để nghe lời ru xa xuyên núi đồi suối rừng rặng tre sóng ven Thái Bình. Một lòng nuôi nâng vỗ về những ngày còn thơ, một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mòi, khắc ghi bên lòng con trẻ muốn. Lòng thơ ấu quản gì khi thức chân đêm, bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chót đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời để sống, dù cho phai nắng những lòng thương chẳng làm mau, vẫn mong quay
là lúc 17 giờ thì theo sự đồng ý của Đức Cha cũng như cha xứ Nicae thì cho xin cha xứ Quy Tụ Ba và cha xứ Du Sơ Nguyễn Minh Chánh sẽ cử hành thắng lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Mang tại gia. Thì tôi muốn thay mặt gia đình xin quý ban đại diện của giáo họ cũng như quý ông bà cũng sẽ ngày mai đi tới tham dự thắng lễ và tiếp tục cầu nguyện cho một cuộc đời cũng như chúng tôi làm lễ và những thủ tục xin cho quý hội đồng của giáo xứ
được muôn vàn hồng phúc của Thiên Chúa luôn luôn bình an và mạnh khỏe. Và chúng con cũng rất cảm kích về những lời chia sẻ của cha. Như cha đến đây cũng như đi về nhà, chúng con rất biết ơn và nhớ ghi nhớ điều đó. Xin cha và cộng đoàn giáo xứ và tiền thân như quý sơ tiếp tục cầu nguyện cho người thân yêu của chúng con và người còn thân yêu của chúng con và người bà cũng như người mẹ của các cháu. Những lời cầu nguyện tiếp theo để sớm Chúa thương đưa lên hồ Ba Thia để biết Chúa thật chi. Chân thành cảm ơn và gia đình đồng mái lại. Yeah.
của tôi. Mỗi lần con trở về thăm, mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng rưng. Bao năm qua mẹ luôn nhắc con, ghi nhớ hoài câu nói mẹ hiền, sống sao cho được người thương mến. Con nghe mẹ là con đã đại diện cho bên dưới gia trưởng Hiền Mẫu và khu truyền tin đến chiêu kết là chia buồn cùng Tăng Quyến, và thứ hai đã nhân lời cầu nguyện cho bà Maria là người thân của chúng con. Này ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng đầy đủ các thánh tông đồ, thì lạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống từ bên đủ Đức Chúa Cha phép thánh vô cùng. Và thành phần Thiên Chúa đang hiện diện trong gia đình của tôi, thay mặt cho Tăng Quyến, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để hiệp dâng những lời kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria là người thân yêu của gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm tạ và đa tạ tất cả mọi người.
chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, trong tâm tình tin tưởng vào mầu nhiệm của Kitô đã chết và sống lại, chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho người chị em trong gia đình giáo xứ chúng ta là chị Maria Nguyễn Thị Nhật đã được Chúa gọi về. Chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn nhân viên ông Trùng Quý cũng đã được Chúa gọi về cách đây hơn 100 ngày. Đó là những người rất là thân thương trong gia đình giáo xứ chúng ta. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, Chúa sẽ ban cho những người con của Chúa được hưởng hạnh phúc nước trời trong thánh lễ mà chúng ta cầu nguyện hôm nay. Con cũng cảm ơn Chúa Cha Giuse đã cho phép con được dâng thánh lễ tại gia trước sự ra đi của người thân yêu trong gia đình giáo xứ Phú Lương. Cảm ơn cha sở Michael cũng đã gợi ý với Đức Cha cho các con viên thánh lễ hôm nay. Xin cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Cha Giuse. Thưa Cha, Chúa cũng cho đã được bình phục thì chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha Giuse được có một sức khỏe bình thường để Ngài tiếp tục phục vụ giáo phận chúng ta, trong đó có chính giáo xứ Phú Lương của chúng ta. Lạy Chúa, tôi tớ Chúa là chị Maria khi còn sống ở đời này đã được Chúa cho gia nhập chân thân. Giờ đây xin Chúa lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà được từ bi đón nhận chị Maria vào hàng ngũ các thân trên con trời đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đến muôn hoa muôn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa cũng là bình an vượt lên trên hết mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tùy, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa. Chúa chẳng nuôi tôi, Chúa chẳng nuôi tôi, Chúa
trong dân rạch. Các ông nghĩ sao? Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dầu, trong vườn ông khoét bồn rạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tám điện canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Còn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa vừa tự đây rồi, nào ta giết nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nợ hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, Đức Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy xin hoa lợi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cái nỗi buồn, giọt nước mắt, những tiếng khóc không phải là cái mà Thánh Phaolô kêu chúng ta để ý, đáng trân trọng, đáng quý. Nhưng cái mà Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, nhất là gia đình của chị Nhật ở đây, chúng ta để ý những cái đáng quý, đáng mến, chân thật. Đó là cái cây nho của chị Maria Nguyễn Thị Nhật sẽ không chết, sẽ không bị ông chủ giao vào những tay tá điền sát nhân vô hình, là cái chết, là cái bệnh tật. Nhưng ông chủ là Thiên Chúa sẽ phục hồi sự sống cho cái cây nho này. Chính vì thế mà cộng đoàn chúng ta mới tập hợp ở đây, chúng ta mới cầu nguyện cùng Chúa, để rồi lời cầu nguyện này sẽ làm cho cây nho đang nằm ở đây sẽ được phục hồi, sẽ mang lại một cây nho đẹp hơn, tốt hơn và xinh nhiều hoa trái, thơm tho hơn, ý nghĩa hơn. Mà tôi nói như vậy thì cái bằng chứng nào mà sao có vẻ che chắn lạc quan quá. Tôi được mệnh danh là một cái người đám ma luôn luôn gây tiếng cười cho người ta. Khi đám ma ông bố nhà tôi cảm ơn các cha xong, ngày hôm đó có mấy cha nhắn tin: cái bài cảm ơn của em là để tạ ơn Chúa vì chú ban cho em một con người rất là lạc quan. Thường đám ma thì buồn, còn em cảm ơn là còn là vui thôi. Tôi nói như vậy là để có một cái phần chứng cụ thể về cái người chị em của chúng ta này. Khuya ngày thứ bảy thì ở nhà anh Tiến có báo là đưa chị Nhật về. Thì sau đó thì chú Dũng và anh Phương đón tôi ra đây cũng 11 giờ kia hơn hẳn, đưa chị Nhật về. Tôi đọc kinh với gia đình và sau đó tôi ban phép lành với ông Toàn Sáng dành cho những bệnh nhân, và phép lành đó còn ánh ban cho các linh mục được ban một lần cho những bệnh nhân hấp hối sắp qua đời. Và phép lành còn ánh với ông Toàn Sáng là gì? Đó là tha thứ hết mọi tội lỗi của con người.
ơn còn sáng là ơn tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho con người và được đến một ban một lần trong những lúc nguy tử. Và tôi là cái người hạnh phúc nhất được ban phép lành với ơn toàn xá cho chị Nhật. Sau đó thì hơn 3 giờ thì ở nhà có nhắn tin là bảo qua đời. Cái phép lành đó làm cho những tên tá điền vô hình sát nhân thất bại trước lòng thương xót của hiền vua. Bệnh tật, đau khổ, cái chết đó là dáng dấp của ma quỷ. Và ma quỷ nó muốn giết con người chúng ta, nó không muốn cho chúng ta được mặc lấy một sự sống mới. Nhưng ma quỷ nó thua chúng ta, đó là cái gì? Đó là thua lòng thương xót của hiền vua mà chị Mai Lan Nhật trong những giây phút cuối cùng đã được Chúa ban ơn thánh của Chúa như là những dòng nước trong lành để phục hồi cây nho này qua ơn tha thứ của Chúa. Và chính cái lòng thương xót của Chúa cho chúng ta tin tưởng rằng người chị em của chúng ta, cây nho này giờ đây đã bắt đầu trổ sinh nhiều hoa trái thơm tho và thánh thiện. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chị Nhật đã qua đời trong tháng Đức Mẹ, tháng Mân Côi, tháng Đức Mẹ, tháng Mân Côi. Tôi biết là khi còn sống, lúc khỏe cũng như lúc bệnh tật, gia đình cũng thường xuyên lần chuỗi, và ngay cả lúc đau yếu bệnh tật tôi ra viếng thăm ở đây thì tụi tôi cũng thường đọc kinh kính mừng. Hay là khi tôi còn ở giáo xứ Phú Lương này, mỗi lần vào 30 Tết tôi có lên gia đình anh Tuyến chị Nhật thì tôi cũng hay đọc kinh kính mừng. Vậy thì cái cây nho này còn có một cái người để mà Chúa dùng để cho cây nho này sinh hoa trái nữa, đó là Đức Mẹ. Vậy thì trên cái con đường về với Chúa, người thân yêu của chúng ta sẽ cùng có Đức Mẹ đồng hành để Đức Mẹ trao cho cái người con này cho Chúa trên nước trời. Trên cái con đường về nước trời thì Maria Nhật có Đức Mẹ cùng nắm tay cùng đi. Và điểm thứ ba, ngày an táng cho chị Nhật là ngày thứ tư, đó là ngày 9 tháng Giuse. Mà gia đình chị Nhật có một thánh Giuse ở phía sau, và chị Nhật cũng thường xuyên đến học kinh thánh Giuse trước đài phía sau nhà mình. Vậy thì ngày thứ tư này cũng có thánh Giuse cùng đưa chị Nhật về nước trời. Đức Mẹ thánh Giuse sẽ trao ban cái cây nho này cho Chúa, và cây nho này từ đây sẽ sống mãi mãi bên Chúa. Vì thế những gì mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, chúng ta hãy nhớ lại lời của thánh Phaolô hôm nay: anh em hãy đem lời cầu khẩn, tạ ơn và giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Vậy thì thánh lễ này và cái chết này, thánh Phaolô nói chúng ta, thì gia đình của chúng ta, mình giải bày với Chúa cái gì, mình thỉnh nguyện với Chúa cái gì? Thánh Phaolô nói đó là tâm tình tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì từ đây trong gia đình chúng ta có một cây nho đi trước chúng ta, và cây nho này sẽ mở đường làm cho những cây nho khác trong gia đình của mình sẽ tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái trong cái mùa xuân vĩnh cửu là nước trời mà Chúa nước ban cho những ai tin tưởng vào Ngài. Xin nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Thánh Cả Nhung Xe, xin Chúa ban cho người tôi tớ của Chúa được sống mãi vô đời trong nước Chúa. Amen. Xin dâng lên Ngài.
ban cho quý đức cha cùng quý cha luôn luôn được bình an và mạnh khỏe. Vì những hàm ân mà gia đình chúng con đã được cha ban cho, chúng con xin hết lòng cảm tạ cha. Và kính thưa quý sơ, quý thầy, với hội đồng phục vụ giáo xứ Phú Lương, ban điều hành của giáo họ Du Xe, cùng toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, bà con trong giáo xứ Phú Lương, thân bằng quyến thuộc ở mọi miền của đất nước Việt Nam, về tình thương ngày hôm nay đã đến đây để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria, là người vợ thân yêu của tôi, cũng là người mẹ, người bà của các cháu trong gia đình. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý sơ, quý hội phục vụ giáo xứ Phú Lương và toàn thể quý ông bà đang hiện diện trong ngôi nhà thân thương của gia đình tôi. Lời cảm tạ sâu sắc nhất vì những lẽ đó, chúng con, gia đình chúng con xin đồng bái tạ đến cha Giuse cũng như tất cả mọi người đang hiện diện trên mọi người nhân gia đình chúng con lời cảm tạ sâu sắc nhất. Xin Thi Chúa toàn năng là cha và con và thân thần ban phép lành cho chị em. Amen. Lên sông chúc anh chị em đi bình an. Nam giao
thông xanh ngát trăng ngà ấp yêu, mong nhiều tiếng nhớ cũng nhiều, chờ đây cành cũ tiêu điều xa xưa. Mẹ ơi con mẹ vẫn chờ, ngày nào ngắm lại được bờ sông hương, ngày nào ngập ánh chiều dương về thăm đất nước thanh bình hiền.
Kính thưa gia đình, được tin Chúa Đức và Maria về với Ngài, anh chị em nhạc đoàn các thánh tử đạo giáo xứ Bình Long chúng tôi đến chia sẻ nỗi buồn cùng tang quyến và hiệp ý với gia đình cầu nguyện cho bà Maria sớm được hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin kính mời nhạc đoàn. Thank you.
hãy yên vui sống trọn tuổi trời, đừng vì con mà thân xác heo mòn. Ngày tháng yên vui có còn đâu nữa, đường cũ trăng soi dấu nào đưa lối, mẹ dắt con đi dệt mộng ngày thơ. Còn mãi trong con những giây phút này, mẹ hiền ơi chờ con phút xuống về. Trong định hướng của thị ở chủ điện và tất cả các anh em con của bác Năm, một số người vì sức khỏe không thể tới được, các riêng bác Năm bị đau và có người lời chia buồn, và tất cả anh em chúng tôi từ đây chia buồn đặc biệt với chú Tuyến và toàn thể gia đình. Vẫn biết rằng một người ra đi theo niềm tin của Kitô giáo thì chúng ta vui mừng vì đã được gặp Thiên Chúa, nhưng với thân phận yếu đuối mỏng dòng của con người, sự ra đi của Thím rất đau buồn. Cả chúng tôi cũng cảm nhận được cái chuyện rất là sốc và rất là khổ tâm, rất là đau xót trước sự mất mát này. Cho đến năm tháng sống ở nơi đồng tâm này, thân phận con người yếu đuối mỏng dòng, không tránh khỏi những lần muốn trốn thiên chú và trốn với hai em. Xin vì lòng nhân từ, Chúa xót thương, Chúa tha cho linh hồn Maria và cho linh hồn Maria được sống ở công nhân Chúa. Chúng con những tổ tiên Chúa thương, nên đứng với những thân yêu trong gia đình này, qua những cuộc thiên nhiên, sau những năm tháng sống ở bên cạnh ta này, để có những mối quyết thương biết hơn nhiều, xin Chúa cũng nhân đó cho mọi người, cho gia đình, dân tộc mình trở về trong nguyên lý của Chúa. Tình nhạc hôm nay, quý vị các thầy sư ra, hôm nay chúng tôi đến đây cùng với gia đình và quý tổ sư Chúa trong sư. Cuộc đời là những chuyến đi, hôm nay chị đã hoàn thành những năm tháng sống ở nơi cảnh gian này, được Chúa gọi chị về. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là xin Chúa thương rất tha cho chị và cho chị sống được và tôn vinh đến. Về thiên Chúa, chị cũng còn nhận thật nhiều cho gia đình, tất nhiên cho anh, cho các con, các cháu cùng luôn ngày trẻ tình an và sống yêu tương lai. Linh hồn tôi thì tôi hòa Chúa, tôi hòa Chúa ấy an. Thậm chí tôi mừng đời thầy đời trong đấng yêu Chúa tôi. Chúa là dung thương loài nhìn phần em tôi ta, vì vậy đến muôn đời sẽ em tôi đầy hơn, sẽ em tôi đầy vui, sẽ em tôi muôn trời đến một đời đến muôn đời.
gia đình tăng gia chúng tôi xin cảm tạ với gia đình thông gia của hai cháu cùng đi ngày hôm nay gia đình thông gia đến đây là cũng bỏ hoa cũng như đưa lời cầu nguyện lên Thiên Chúa ngày của mặt Maria để khi mặt Maria là người vợ người mẹ người bà thân yêu của gia đình chúng tôi được sống để hưởng năm Thiên Chúa không biết nói gì hơn chỉ nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa cũng như là lấy sự hiện diện của em cùng với gia đình trong đối với sau thương của chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm tạ. Tuổi xuân